Xin chào tất cả mọi người ạ. Thì trên bàn bên đấy hiện tại là có các cái mẫu Digi đồng siêu hóa hay còn gọi là đồng tuyệt hóa. Cái này thì phân khúc tầm trung gọi là 8883 đấy. Qua các thời kỳ thì theo như mình mà tìm hiểu ấy, thì trước đấy mà cái bàn đầu tiên ấy, thì đây nó sẽ giống như thế này, và sắt đồng đỏ quần cước khớp nối, và hai đầu thì họ sẽ bọc gỗ đấy. Thì sau đó thì họ sẽ cải tiến lên, hai đầu thì họ sẽ bọc xương gọi là xương hóa hay còn gọi là xương bò nam phí ấy. Thế đây, đây là ba cái này thì bạn cải tiến đây, hai đầu thì bọc xương sơn lông đỏ đấy. Thì sau đó ấy, thì họ mới gần đấy thì đây là cái bản mới, thì họ đã không có sơn đồng đỏ nữa, mà sơn màu sơn mai màu cảnh giác, hai đầu vẫn bọc xương, nhưng mà đây sơn lông, nhưng người chuột trắng này là họ sơn không có kỹ, nó còn sọc đấy. Sau khi cải tiến thì mình thấy nó không có còn cải tiến nữa, mà nó hơi cải lui một chút. Và đây nữa, đây là cái bản mới nhất mình vừa mới lấy về, thì họ không những là không có sơn lông đỏ nữa, mà sơn màu cảnh giá như thế này, sọt như thế này, và hai đầu cũng không còn bọc sừng nữa. Đây là nhựa ABS, đây là cái bản mới nhất đấy. Thì tất nhiên rồi, trước đấy các bạn mua một chai dầu ăn ấy 42.000 một lít, thì sáng năm bạn mua một chai dầu ăn cùng một lít đó, cùng chai đó, nhưng mà 44.000. Sáng năm nữa thì bạn phải mua một chai đó, nhưng mà với giá là 46.000, cái đó gọi là lạm phát. Thì cái sáo các bạn mua năm nay cũng là mức giá đó, sáng năm vẫn giá đó, sáng năm nữa vẫn một giá đó, thì tất nhiên là giá nó không tăng thì chất lượng nó phải giảm xuống, cái đó gọi là lạm phát. Đây là cái bạn mới nhất. Ví dụ bạn mua cái này 3 triệu, sáng năm bạn phải mua 3 triệu, thì chất lượng nó phải giảm xuống, và sáng năm nữa bạn mua cái này với giá 3 triệu, thì chất lượng nó phải giảm xuống hơn nữa, hoặc là một là tăng giá, hai là phải giảm chất lượng sản phẩm xuống.